This is the story of my life. This is the me. This is the Rao. My homie. Hello, my name is Rao. Shut the fuck. Chắc hẳn tụi bay đã đọc chuyện về tao rồi phải không? Tao biết thừa chúng mày xem video này vì con vàng chứ không phải tao. Thì mẹ chúng mày còn đây là vàng. Chờ tí con vàng nó hơi hư. Nằm xuống đi mẹ mày. Đít đi giờ vàng. Tao luôn coi nó như con ruột của tao. Thật ra đây mới là con ruột của tao. Vợ mày là lực sĩ cử tạ à hả? Câu chuyện bắt đầu từ vài tháng trước. Thằng con tao vì gái bỏ nhà lên đồn điền cao con mẹ nó su. Ở nhà buồn vãi lồn nên tao luôn coi vàng như con ruột của mình. Đi mẹ thế đéo nào mày lại đặt tên con chó là vàng được nhỉ? Sau khi thằng con tao đi theo gái thì tao giàu vãi lồn. Oh! Oh my god! Oh! Oh my fucking god! Nhưng vì đánh nhầm con đề nên thua lỗ sắp mặt lồn. Oh shit. Mấy ngày đói đéo chịu được nên trong đầu tao toàn hình ảnh thức ăn. Ra mà có miếng thịt chó thì tốt biết bao vàng nhỉ. Tự nhiên từ đéo đâu thằng Xiên và thằng Một bay ra vây vòng bát quá chặn đứng vàng của tao. Đi mẹ người từ tương lai về quá khứ để ăn thịt chó à. Nhất Dương chỉ Wicca Như Lai thần trưởng. Đi mẹ Hê hê. Cùi bắp vờ lờ. What the fuck. Lăng ba vi mộ. Tổ cha. Chết tiệt. Tên này mạnh quá. Chúng ta không phải đối thủ. Hãy cùng hợp lực nào. Xin ok. Mục Hàng Long hợp bá trưởng. Đi cả lò. Ô mai và mù, xin đi. Nó nhỉ?